Tại cuộc họp G20, nhiều thỏa thuận đã được ký kết, tuy nhiên riêng về vấn đề Ukraine, sự căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây vẫn chưa hề được giải tỏa. Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Úc đã kết thúc vào cuối tuần qua. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã cùng chụp một bức ảnh chung thể hiện sự gắn kết trên nhiều phương diện. Tại hội nghị lần này, một số thỏa thuận đã được ký kết, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng, chống biến đổi khí hậu và cải cách một số chính sách thuế. Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây vẫn chưa hề được giải tỏa. Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra lời cảnh báo, nếu Nga tiếp tục hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền đông Ukraine, thì Nga sẽ tiếp tục bị cộng đồng thế giới cô lập. Nga không được phép xâm phạm một nước có nền dân chủ như Ukraine và cũng không được hỗ trợ cho những phần tử ly khai tại nước này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin rời hội nghị sớm hơn dự kiến, không quên để lại một lời nhắn rằng khủng hoảng Ukraine vẫn có lối thoát. Với tình hình hiện tại, theo quan điểm của tôi, chúng ta có những cơ hội tốt để tạo ra một sự đột phá. Tổng thống Putin phủ nhận mọi cáo buộc cơ rằng Moscow có dính líu tới phần tử cuộc bạo loạn ở Ukraine. Dù vậy, vẫn chưa có một bước đi nào cho thấy lối thoát mà Tổng thống Putin đã nhắc đến.